Lúc đó cái láp mới mở mắt, sung lắm. Tuổi dậy thì mà em sung. Mới có nắm tay mà ông ướt quần thì tôi không hiểu sao nữa. Thấm thoát cũng mấy chục năm rồi ông ha. Công nhận thời gian nó trôi nhanh thiệt. Bà nhớ cái chỗ này không? Chỗ này là cái chỗ mà hồi đó ngày xưa mình hẹn hò đó. Cái thời bà còn thiếu nữ đó, trời ơi nhìn bà ngon lắm. Tôi muốn lụm bà mà tôi sợ công an bắt. Bà chưa đủ tuổi nữa. Thì lúc đó tôi mới 14 tuổi, ông 15 chứ nhiều. Tôi không hiểu sao mà ông hứng sớm vậy luôn á. Lúc đó cái láp mới mở mắt, sung lắm. Tuổi dậy thì mà em sung. Mới có nắm tay mà ông ướt quần thì tôi không hiểu sao nữa. Gì ba? Đâu ra vậy ông nội? Đồ đang nói chuyện quen không? Được quá. Ê, chưa cặn gì bắn rồi. Cái này bạn không cái gì vậy? Đụng mẹ ốc chó nào ai biết đâu. Khùng cái gì á. Má mình có chọc tao nghe, tao quýnh mà chích mẹ mà thiệt đó nha. Mới nắm tay bắn rồi. Gặp gì cũng quen, hay thiệt. Đủ bà nổi cái thằng này. Gặp tôi á, tôi kiếm thằng khác tôi quen rồi. Mấy thằng yếu yếu đủ, nó dẹp bên đi. Bà sao vậy? Ông yếu quá để cho người ta cười vô mặt ông vậy đó hả? Trời ơi, cái lúc đó mình còn nhỏ mà nó khác. Còn bây giờ mình lớn rồi. Lâu lâu rồi nhắc lại chuyện xưa có ở đâu mà bà dặn, bà quạo tôi không chi không biết nữa. Nhưng mà ông yếu thiệt chứ bộ. Nhớ hồi mới cưới tôi về á, mới tuột cái quần ra ông bắn tùm lum hết trơn. Đủ má. Yếu gì nấy. Đủ má mày tao quạo đó. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để nhận video mới nhất từ kênh Suy Rượu Đế TV. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video của tôi. Tạm biệt tất cả anh em.